Chào cả các bạn nha. Bạn thấy tình hình lúc này không? Trưa nắng khủng khiếp thiệt chứ. Nắng muốn cháy da luôn á. Nay ở nhà bạn ơi, nên chắc này trưa nắng rảnh rảnh nè, xuống sông ngồi câu cá rảnh cho nó mát. Cái bông chưa nở. Tốt ghê. Đó. Đây, nãy giờ mình cũng chuẩn bị xong rồi. Đây mình có bịch cám nè. Câu mình để dưới ghe kìa. Chắc này xuống ghe chiến bên nhà bạn ơi. Cũng lâu lắm mà không có câu cá bên nhà. Hy vọng là bữa nay câu có nha. Bên nhà mình chủ yếu thì đó giờ mình câu dính cái rảnh mà dinh. Hên hên thì dính được cái chim, cái phi, cái chép. Đó giờ chưa dính cá cha đâu luôn á. Bữa nay thử câu dính con cá cha coi sao. Câu dính lấy lưới văng luôn. Đó. Đầy đủ đồ nghề. Đây. Đây có soạn được 3 cây cần nè. Cây siêu dẻo, 2 cây tini. Có lăng xê, câu lăng xê nha các bạn. Giác này xuống ghe ngồi câu cá là đúng bài luôn á, mát. Cái trên nhà này nóng chịu không nổi luôn. Ghê gớm nóng luôn á. Rồi giờ chiến thôi. Giác này nước nó gồng, chảy ra nên mình sẽ câu hướng này. Chút mình cột cái ghe lên trên cho nó sát lên cái trụ đó. Chỗ này có đống trà nè. Cá mình thấy nó cũng vừa vậy đó. Hên này tán con gì bự bự cho sướng sướng cái coi. Này vừa giải trí mà vừa gì vừa không mát mà vừa có cá ăn là ngon. Ngon cơm luôn. Xong lúc này các bạn nước trong ve. Bến nhà ơi, hôm nay ta tới đây. Mồi câu thì bữa nay câu đơn giản bạn ơi, không có phức tạp, không có cắm đê này kia. Lấy bịch mồi mình xây nè, cá mình xây nè. Chiến thôi. Bóp mềm mềm là quất. Cám này mình xây thấy câu cũng dính đủ lỗi chứ. Rồi. Cám thì bạn trộn và đầu tiên bạn đổ nước cho nhiều lại vô. Cho nước nó đều bừ khuấy cho nó lẹ tay cho nó. Nó đều nước cái để bạn khuấy chậm chậm nó. Nó bị ốc trâu bóp nó ngắt à. Rồi khuấy hơi cái để cho nó nở là xong phim. Cho mày cục rồi mày. Ăn thử trước đi ngon không? Thả thính, thả thính. Rồi, giờ bóp cho dẻo rồi bóp vô lăng xê chiến. Này ngồi câu cá với cái du thuyền bằng gỗ với sông, ngon lành không? Lắc lắc luôn nè. Im lắm. Du thuyền này cũng cổ, giữ cổ luôn á. Gồng đóng lự luôn. Có liềm kìm ục à. Rồi xuống cần đầu tiên bạn ơi. Cần đầu tiên. Đây cục lăng xê. Lăng xê này 6 lưỡi. Mình để ngoài 2 lưỡi. Bóp vô trong 4 lưỡi. Thấy gì chứ dính là dính 2 lưỡi ngoài trước đó. Cục mấy cục ngoài đầu tiên bạn bóp lại cục bự bự đi, chừng nào cá năng mạnh bạn mới bóp cục nhỏ. Đây cục mồi mình gì đây, cá nó dính thường nó dính 2 lưỡi dưới trước, mà lỡ 2 lưỡi không dính dưới thì nó bắt đầu ghĩa từ từ lên cái 4 lưỡi trong cái chùm trên. Cục đầu tiên quan sát đây đi. Rồi quýu quýu đi con. Quýu quýu để ai sướng sướng biết liền. Rồi xuống 2 cân kia luôn. Xong không gần mới có cá nữa. Nãy giờ xuống 3 cân rồi. Chưa thấy hiện tượng. Chưa thấy ghi ghi gì hết. Chứ đằng hỏi mảnh trai đi chài. Chài khúc mà ngoài cá dữ lắm mà. Cá chép mày dinh đầy đủ. Mấy hôm gài có ai thuốc không biết nữa, ai thuốc là còn mất bọc luôn. Quýu quýu cái coi. Ở đâu đó, đó, phải không ta? Bạn liềm kiệm loại đụng dây tính đâu quýu quýu chứ. Chơi vụ mày kiềm kiềm. Này mà giật cái cúp cái đọt chắc sướng không ta? Rồi, đợi chờ đi, đợi chờ là hạnh phúc, đợi chờ là sướng sướng.
cái hàng can bạc đó đó, cần đen giữa nè, đợi nó giờ mới ghi ghi đó, mới còn không biết. Víu cái coi, víu cái coi, nhịp nhịp để tao biết mày còn, nhịp nhịp cho sướng sướng coi, nhẹ 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 hai ba cái im luôn rồi. Víu rồi con, đợi chút mà nào quý quý chắc cú đi, để nó đang thưởng thức cục mồi kéo lên nó giận nghỉ ăn luôn uổng. Rồi mới thay mồi xong tua nó ăn rồi, cái cục mồi đầu tiên nó quất sạch bon chân à. Ê, cưng đen ngoài có hiện tượng. Dính 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 dính. Đó không thấy cái bộ hên ta. Con gì đây, con gì đây? Ui. Ui. Dính cho bá luôn bạn. Sướng sướng sướng. Vậy mới được chứ. Vừa mới đổ phong thủy dính liền thấy không? Cho cần đen ra ngoài, cần trắng vô giữa dính liền, ngon ngon ngon. Đi cần trắng gì nhịp gì phải không, gì rung rung cần trắng người ta đừng nói dính nữa rồi nha. Ô dảnh chập bá luôn nè, sướng sướng sướng. Quá đã quá đã, dính ngay cái lưỡi lòng thòng dưới nữa ha, rõ ràng. Ồ nó cạp cục này mới chọi xuống luôn á, lên hàng lên hàng. Cá đầu tiên cho vô sập ghe luôn, rồi lên chiên luôn. Cưng trắng gì mới nhịp nhịp hoài đó. Để đi nào lúc đọt ha. Thay cục mồi này cái. Hồi nãy có cá, cục mồi đầu có cá là nó gom mà sao nó không dính á, nó ăn mồi chui lưới vô luôn mà. Kéo lên ba cần cần nào cũng hết mồi vậy. Kệ nó ăn nó gom đó, nằm đó hồi cũng bắt à. Đây chiều còn dài. Một em đầu tiên, nhà mình có bốn người, mình vợ mình, cha mình, mẹ mình, hai đứa nhỏ nữa, như sáu người bắt sáu con cá lên đủ ăn. Víu víu cái coi, xuống mồi xuống mồi, hên quá xong có cá bạn ơi, thấy có cá là vui rồi. Tính không có, hôm nay ngồi chừng nửa tiếng hồ ghê gì, ngồi nửa tiếng hồ không con nào ăn, cho ăn cái sung cái khía rồi đó. Đầu dính mấy dãnh bự bự kéo sướng mà. Cạp lỗ tròn tròn không nè. Tới số rồi. Đó 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 đó, cần đen mãi nữa. Chúng ngổ rồi gì rồi. Nhịp cái ở đâu rồi? Hay lòng tông ghĩa dây không biết. Víu đọt coi. Câu cá chứ hồi hộp đó mà. Nhịp đọt nhẹ cái bắt đầu víu đít, nhóm đít rồi đó. Tay chân là thủ thế chân. Câu nhịp mạnh mạnh là chụp giật liền. Mắt là nói chung là đảo liên tục.
Hóa đỏ, nó hóa cùng trắng. Ôi bạn ơi. Đỏ, 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 đỏ. Ghi cấm đầu luôn trời, sướng sướng sướng. Dảnh chập bá luôn. Con này ăn gị ben cần ghê bạn. Quýu 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 luôn á. Dảnh dảnh đây nha. Con này nhỏ con nãy mà ăn gị cái đầu cần cấm quýu quýu sướng thiệt chứ. Thứ nào chịu nổi. Lâu lâu dính con mà chất lượng bạn. Cá bự không à. Nhém gớt xong rồi. Hai con. Cá bự kỳ mang dằn cháy luôn à. Quá đã quá đã. Cho nó vô sạp luôn. Sạp có nước nhóc luôn á. Như cái ghe đục luôn. Không phải cái ghe đục mà là ghe lũng. Đã thiệt chứ. Chờ đợi mấy cảm giác gì đó bạn. Ừ. Đang ngồi ngồi bấm thổi. Nãy giờ nó lâu ăn rồi. Bấm thổi đã buồn. Chụp lồi. Quýu đó. Sướng sướng sướng. Đó, nãy giờ bắt đầu dính từ ngoài vô trong. Cần trong này chưa. Cần trong mà câu sắc mé. Kiếm gu phi. Tại cái gu phi điêu hồng. Cái đống trà đó bạn. Cái bữa nước mà đứng đứng cá dữ lắm. Cái gu phi cái điêu hồng nó có bầy lắm. Ngâm thêm cần sắc sắc bờ có nó. Biểu đọt cái nó cay. Sướng thiệt chơi. Lâu lâu chiến là mấy cái rảnh này đã thiệt. Bên nhà luôn chiến đấu mà. Tại nước gồng á chứ mình nghĩ nước lớn á. Nước lớn chạy vô cá nó sẽ nhiều hơn. Cá ngoài sông nó vô. Nước gồng hay gì chứ cá nó cũng nó ra sông hết. Ra sông lớn. Này vẫn còn. Vậy con lưu liếng lại nơi đây. Để cho mình sướng 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 rồi chứ. Nãy giờ ngồi ở đây buồn mắt cắn chết. Mắt dữ thiệt. Rồi tiếp tục. Chắc này cục mồi đó con cá. Cục mồi đó con cá ngon lành luôn. Tình hình là kiếm 6 con cá mà khó quá bạn ơi. Nãy giờ ngồi cá bủi bụng mắt cắn chết. Mới được 2 con à. Nước cái này đứng cứng ngắc luôn rồi. Cá nghỉ ăn luôn rồi. Nãy nó gồng chảy chảy năng. Cái này nước đứng nó nghỉ ăn luôn rồi. Nãy chả biết bao lâu không thấy động tĩnh gì chứ. Tổ chiến thuật từ lưa trong qua đây cây nó cũng không ăn luôn. Im gu rồi. Liềm kìm quá. Mấy liềm kìm bành bành không. Đã thiệt. Biếu biếu đọt cái lấy tinh thần coi. Hai con cá nãy giờ luôn. Tính đâu im mà nhà chất quốc. Chắc nguyên con sông được có 2 con nó dính hết rồi đó. Nhắc này nước đứng rồi. Đứng này cũng đâu lớn lắm. Đứng này tối mới lớn được. Tại nước lúc này nó ương mà nó ghiêu hoài. Nhắc này chắc chạy lên nhà sách tại nước lòng tông xuống chiến đấu luôn quá bạn ơi. Chứ tình hình hai cái rảnh này ăn cơm không đủ rồi. Quyết định vậy đi. Giờ chạy lên mình soạn tới lưới lòng tông rồi xuống bắt đầu văng luôn. Văng lòng tông của em cần câu bỏ đại đi cho lòi gớt xong luôn đi. Nguyên bày liềm kìm. Chạy lên lấy tay lưới lòng tông xuống văng. Ê cái gì? Đạp cái sạp tính đâu là quý quýu chứ hết hồn. Chắc tay lưới lòng tông xuống căng chỗ bến nhà này chắc cứu. Căng đầy cái lây mỡ xuống thả thính. Kiếm cơm gỗ lẹ chứ hai cái rảnh thấy mèo quá. Cái gì? Hết hồn đạp cái sạp. Rồi quyết định vậy đi bạn ơi. Lên lấy lưới đồng tông xuống chiến luôn. Chơi khô máu với tụi cá luôn.
lưới cũng giăng xong bạn ơi, giăng khúc thôi, mình tới ba khúc mà giăng khúc từ đây tới cái đú cũ thôi, đây tới đó vòng vô à, giờ chạy lên kiếm ít mỡ, y có dính rồi kìa, có giật phao rồi kìa, chạy lên kiếm ít mỡ xuống đây thả thính nha bạn, có mỡ cho cá nó gom vô dính mới giữ, có dính cũng nhiều lắm á, dài dài thấy giật phao đều đều rồi kìa, này có bọn mau ăn hơn câu bạn ơi, chắc cú luôn á. Nguyên một chén mỡ luôn, có mấy tép này nữa. Úng ba la cà na xí muội lòng tông vô đây hết. Hồi nó bu vô cho bà coi này nha. Gì chứ lòng tông mới gặp mỡ là không thứ nào mà chịu nổi nó luôn á. Nghe hơi là nó gom vô liền. Có dính nhiều rồi kìa, dài dài thấy giật phao bụng rồi. Cho nó mất tiêu cho không thấy con nào ụt của chân nhiên. Mỡ nó trôi ra hết luôn rồi. Đó, khúc đó có dính cá đó bạn, thấy không? Phao nó giật giật rồi đó. Đó, 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 đó. Nhớ lần đầu tiên giăng lưới cái lòng tông mà, giăng ngang sông đó. Bữa giăng cũng từ đây nè, xéo qua bụi lá đó đó. Dính cá gô phi chà bá mà mũi lá nó đã gì đâu luôn. Phi cả ký rồi. Sướng nó giật kìa nè, nó. Sướng chưa, sướng chưa. Phải câu cá mà giật lý lịa gì cũng đỡ. Có nhịp kìa, nhịp kìa, nhịp phao kìa. Cá bắt đầu gom vô đó bạn ơi. Đó, trời, con gì bự vậy. Lo phao luôn kìa. Đó, đó. Đã chưa. Dữ rồi. Nhắc này làm như nghe hơi mở cái nó bu vô á, kìa gặn lòng tông trắng phiếu phịch lên luôn kìa. Im 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 im, kiếm ăn được. Ồ đầu dẫn nó gồm quá trời. Rồi giờ lên nhà, đợi hồi nước lớn vô rồi xuống cuốn lưới lên à, lấy cá lên làm thịt ăn cơm nữa bạn ơi. Chân lưới lòng tông. Cá nó gom vô nhiều rồi. Giăng này xuống cuốn lưới luôn ăn đây, cũng chiều rồi. Cuốn lưới lên ăn cơm. Nãy giờ ngồi câu cũng bủi nó mà không có cá nào ăn chứ. Nước nay giăng này cá nó không vô luôn. Nó kém nè, chảy ghiêu 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 nè. Coi như nãy được hai con để nó khám mà chắc hai gia chồng luôn á. Rồi giờ cuốn lưới giật phao kìa. Lội luôn. Tầm biến bơi nhỏ quá lội luôn bạn ơi, sẵn chiều tắm luôn. Ừ, mát nó, nghĩ kìa. Khùi. Ủa. Ghê gì? Ui, sướng bạn ơi, dính con nè. Dữ luôn á. Ôi, dữ lắm dữ. Đã chưa? Dữ lắm đồng tông mày. Ôi, mới cái đầu thôi là thấy đủ kho khô rồi nè. Sướng chưa? Mới cái chóp ta là đủ kho rồi đó. Khỏe gu luôn á. Nhiều đây là dư kho khô luôn nè. Này có bộ mau ăn mà dễ ăn mà. Cái gì gọi là cái gì không có tốn bỏ vốn ra luôn, dễ hơn câu rồi. Xuống cần ta lớn tí rồi xuống cuốn rồi nè, tốn chút xíu mỡ rồi, 500 đồng mỡ rồi là đủ là cơm ngon lành luôn. Lúc này dính ít ta, dính ngay đầu lưới quá. Cái này vừa ít đó, đó đó đừng còn liềm kìm luôn kìa, dính liềm kìm luôn. Niệm kiệm cho ăn ngon mà, ngon hơn lòng tông. Niệm kiệm nè, mỏ dài thòn nè, lụm luôn. Ồ, lòng tông bự bự nè. Khúc ít mà lòng tông bự. Ồ, nước sâu. Ồ, bên bản giật quá trời kìa, đầu lưới của anh. Thường thường lòng tông nó dính ngay mấy cái đầu lưới nhiều. Ồ, nước sâu quá vậy.
nhức đầu luôn rồi. Ê da, ngập luôn rồi. Ê, dòng xuống dưới luôn. Ê, con gì lôi bự chứ vậy? Con gì lôi lưới luôn kìa. Ôi, liềm kềm nữa. Ê, chỗ nào không dính ta? Cái này nó đụng cái lưới. Chắc nghĩ dính bên đây nhiều nè. Liềm kềm chập bá luôn nữa bạn. Chạy ra, chạy ra, chạy ra. Con liềm kềm này bằng hai lòng tông rồi. Cắt ra lòng hai là bằng hai lòng tông. Vô bờ cho cạn cạn. Đầu này trúng bánh cái cày. Ê, gọi gọi gớt liềm kềm rồi. Rồi dính lại rồi. Hên quá. Gọi sảy luôn rồi. Ê, đâu rồi, gọi sảy luôn. Rồi dính lại bạn ơi. Chạy hả mày? Lụm mày luôn, không có tha mày được. Đồ ngon mà. Nó dính cái tay luôn rồi. Cái tay còn dính lưới nó, lưới quá nhạy luôn, không biết đường thở luôn. Nó dính đường nào ta? Ở đường này. Khui, chớp cuối cùng. Đó, được vài con. Con một à. Trong này nó không có chì, nó không có chìm xuống nữa. Dạ, nhiêu cũng như khô khô các bạn ơi. Khui. Im lắm á. Mày chăng đậu lưới đã thiệt chứ. Này chắc khoảng lội xuống con. Có 300 g công tông á. Với liềm kìm. Lại nhiêu đây hùng như hai cái rảnh này nó là phê rồi. Hai cái rảnh nó lên chiên. Ừ. Lội xuống đường được cái cầu. Hai cái rảnh đã chiên mắm gừng. Lòng tông này khô khô đúng bài luôn. Ngon lành cạnh tranh. Xuyên xuyên thì lên hái nấm canh chua. Ủa nấm gạo nấu canh chua. Nấu canh chua hai cái dãnh với vàng lòng tông. Còn ít lòng tông khô khô. Đủ món luôn. Quá đã. Lòng tông bự bự không. Gà tay lưới này vẫn còn kiếm ăn được. Chắc ăn luôn. Rồi thành quả lủi thủi từ trưa tới giờ đây bạn ơi. Thành quả của việc đi trúng nắng nè. Được hai cái rảnh. Cái rảnh nó mang nó vàng luôn. Đọc tình nói cái rảnh. Ừ, cái rảnh chứ cái gì? Cái rảnh. Rảnh. Hai cái rảnh với lại mớ lòng tông. Hai liềm kìm nữa. Này bắt cặp không ta? Cặp liềm kìm. Cặp cái rảnh. Như bày lòng tông. Ừ, gì con? Có cái gì vậy? Này hả? Mỏ nhọn. Cái kiếm. Cái kiếm hả? Cái kiếm. Cái liềm kìm. Coi bên cái đó là cái kiếm. Vô ăn cơm rồi con. Ơi. Mỏ nhọn. Cái trái vậy à. Mỏ nó nằm phía trên. Cái họng nằm phía trên chứ không phải là dưới nữa. Ngon lành. Nhiều đây là dư bữa cơm chiều các bạn ơi. Rồi cũng kết thúc chương trình này luôn bạn ơi. Nhắc này tắm rửa cái cơm nước cái cúng chiều rồi. Gặp lại các bạn những clip sau nha. Nay dạo vòng vòng nhà cũng được bữa cơm ngon. Chào bạn đây nha. Gặp lại các bạn những clip sau.